là một kinh đô hơn ngàn năm tuổi mà còn là một trái tim của cả nước, niềm tự hào của người dân Việt Nam. Mỗi khi nghĩ về Hà Nội, ta lại nhớ về một thủ đô oai hùng trong kháng chiến, đẹp dịu dàng, quyến rũ trong bình yên. Hãy cùng nhạc sĩ Phạm Tuyên ngắm nhìn vào hòa bình vào ngày hội lớn của Hà Nội qua bài hát Ngày hội bên Hồ Gươm do tốp ca và tốp múa học sinh trường Trung học cơ sở Giáp Bát trình bày.